xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc các chị em cô chú, cô các bà mình ngày 8 tháng 3 vui vẻ và luôn tươi trẻ nha. Hiện nay thì buổi tối nay em có công việc đi hướng Hồng Bàng quận 6 thì đi về, trên đường đi về quận Nhất, sẵn quay một số hình ảnh ở trên đường Hồng Bàng, đi ngang qua cái tòa nhà Thuận Kiều để gửi đến cô chú anh chị một số hình ảnh ở khu vực Chợ Lớn về đêm nha. Thì ở Sài Gòn thì đêm cũng như ngày không có giờ nào mà vắng hết á. Thì mỗi giờ là mỗi hình ảnh nó khác. Khi lúc ban ngày thì những công ty nó buôn bán, rồi khi mà công ty đóng cửa, cửa hàng đóng cửa thì những quán ăn lại mọc lên. Rồi rất là nhiều người ở buổi tối mình gặp nhiều người hơn. Có lẽ ban đêm thì mình nhìn thấy không rõ cho lắm. Ở đây thì chưa có nâng cấp cái loại đèn LED siêu sáng. Ở bên quận Nhất, khu chợ Cô Giang thì khu đèn đó là em thấy là sáng rực luôn, sáng như ban ngày vậy. Mà chắc cái những loại đèn này tương lai sẽ được thay đổi nè. Bên tay trái mình thấy đó, tòa nhà Thuận Kiều thì bây giờ nó có tên là Garden Mall, cũng là một cái siêu thị có rất là nhiều nhà hàng ở trong đó, rất là nhiều quán ăn luôn. Sau một thời gian đóng cửa vắng lặng ta đến ngã ba Học Lạc, có lẽ video này chạy xe nên cô chú anh chị bạn nhìn không rõ. Mình cùng nhìn lại cái tòa nhà mà cộng đồng mạng gọi là tòa nhà ba cây nhang á. Đây cũng có khu vui chơi rồi ăn uống. Ở dưới thì có cái đường Tân Thành đến chợ Tân Thành. Rồi chúng ta đi tiếp thì tới ngã tư Tổng Đốc Phương, bây giờ là Châu Văn Liêm. Tòa nhà rất là dài dọc theo đường Hồng Bàng. Ở đây hồi xưa nổi tiếng xà bông xuống Cô Ba. Tới đây là mình nghe mùi xà bông rồi. Hồng Bàng để đi đến An Dương Vương thì
có cái chợ An Đông. Bữa giờ mình đi ban ngày rồi thì hôm nay mình đi ban đêm ha, mình đi ban đêm để coi Sài Gòn về đêm ở khu vực chợ lớn đông đúc thế nào ha. Này khúc này có cái trường không biết ngày xưa tên là gì nhưng mà bây giờ là trường Hồng Bàng, trường phổ thông Hồng Bàng. Này có lẽ tối quá bất tiện, buổi tối mà nói địa chỉ này nọ, hình dung đường xá là chắc có lẽ cô chú anh chị mình không thể nào nhìn ra được. Những cái hình ảnh ngày xưa có thể hình dung được là nhờ những cái căn nhà mà còn có kiến trúc cổ thì mình mới ra còn nhận được ha, còn những ngôi nhà mà đã xây mới thì thôi chia tay luôn, chỉ biết vậy thôi chứ không thể nào mà nhìn ra được trừ khi gặp hàng xóm đó. Như lúc sáng em có đi cái hẻm 71 của Bắc đó để gửi đến cô này, xin lỗi cô không biết tên, có nickname Zeta Hồ. Nhưng mấy cái nhà đó thì bây giờ họ đã nói chung là chia 5 xe 7 hết rồi. Hồi xưa thì chung kết cấu, chung căn, chung hộ, chứ sau này thì sau mấy chục năm thì nó đã đổi thay hết. Ngày xưa cô đi có lẽ là khu đó là của chùa, nhưng mà sau này thì không hiểu sao lại tách ra đó. Ngay đây có cái nhà thờ Gia Nạc, hay còn gọi là nhà thờ Ngã Sáu. Được quy hoạch lại nè, làm mới lại rất là sạch. Hồi xưa công viên này tối tăm lắm, công viên kế bên cái nhà thờ Ngã Sáu. Mình đi xíu nữa rồi đến ngã tư An Dương Vương, Nguyễn Tri Phương. Ở đây cũng có cái quán hủ tiếu rất là nổi tiếng, hủ tiếu Nam Vang, cũng không thua gì hủ tiếu Nhân Quán ha. Hủ tiếu Phượng, hủ tiếu Nhân Quán, hủ tiếu Nam Vang Phượng. Đây, bên tay phải đây, ở số 159 An Dương Vương. Mình theo hướng Nguyễn Tri Phương này thì mình đến cầu Nguyễn Tri Phương. Do là bây giờ đường đông quá nên em không có chạy chậm được, nên của quý chị mình thông cảm nha, chạy chậm quá vì người ta la cản đường người ta. Mình chạy tốc độ cũng là vừa phải, không nhanh không chậm quá. Ở Sài Gòn mà giờ cao điểm là kẹt xe dữ lắm, đông nữa.
không giống ngày xưa. Hồi xưa thì em coi cái những hình ảnh về ngày xưa ở trên mạng á, thì chợ An Đông không có lầu. Không chắc sau này thì chợ An Đông mới xây lên lại. Đây có cái vòng xoay Trần Phú này, theo Nguyễn Hoàng, Sư Bạch Hạnh, An Dương Vương. Chúng ta đi đến đường An Dương Vương, mũi tàu Trần Phú này, Nguyễn Hoàng. Ồ, nguy hiểm không? Còn bạn có qua đường nguy hiểm quá. Cuối đường này chúng ta đến đường Cộng Hòa. Ngay trong này thì có cái quán cơm tấm cũng là ngon, có review của chú anh chị mình xem rồi đó. Cơm tấm 475 An Dương Vương, thì có dịp thì cô chú anh chị về thì các bạn lên Sài Gòn thì có thể ghé đây dùng thử, rất là ngon luôn. Đây chỗ này đây, rồi nãy giờ cảm ơn cô chú anh chị và bạn đã quan tâm theo dõi và luôn đồng hành cùng với Lâm TV. Xin chúc bà con mình có một buổi tối thật là vui vẻ, và chúc cho một lần nữa, chúc cho các bà, các cô, các mợ, các dì, các chị, các em ngày 8 tháng 3 tràn đầy hạnh phúc và ấm áp bên gia đình nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta qua đường Lê Hồng Phong đây.